Xe đạp MV xin chào mọi người. Tiếp tục giới thiệu những cái chiếc xe Nhật Bản. Thì bữa nay mình có một cái chiếc xe giá nó cũng tầm trung để cho mọi người sử dụng. Nhưng mà đầu tiên thì trong video này mình phải nói rõ trước để những anh em xem không có mất thời gian. Đó là cái chiếc xe này mình đã tút toàn bộ lại màu sơn rồi, nhưng mà phụ tùng của nó thì vẫn là zin nguyên bản theo xe. Tại vì cái màu sơn zin của xe nó trầy xước khá là nhiều. Cấu hình thì xe nó sử dụng vì dĩa nhôm, nó có 3 tầng dĩa. Ngoài sau thì nó sử dụng cụ đề Shimano Touring với 7 tầng lip, 21 tốc độ số cho mọi người lựa chọn. Vành niền của xe là vành niền nhôm 2 lớp. Và cái vành niền này mình thấy cái nước xi nó còn khá là đẹp. Đây là phần đùm xe ở phía sau. Đùm trước với đùm sau nó sẽ mang thương hiệu Zotac, cái thương hiệu rất là hay thường gặp trong những dòng xe đạp Nhật Bản. Và đây là cái đùm thép. Cấu tạo khung sườn xe này là khung sườn nhôm, và cái càng xe phía trước thì nó bằng thép. Và xe này nó có xe ống đứng tầm khoảng 44, còn ống ngang là 53, cho nên nó sẽ hợp với người dùng cao từ 1m58 đến 1m70 trở lại. Và đây là ngoại hình cái phần đùm ở phía trước. Xe được trang bị cái ghi đông bô tăng bằng nhôm, và phía trên ghi đông bô tăng này nó được gắn cái cặp tăng ống xả Shimano. Ngoại hình thì còn rất là đẹp và nó hoạt động cũng còn rất là trơn tru, nó chưa có bị vấn đề gì hết. Yên xe là yên zin nhưng mà da yên đã bị rách rồi, thành ra là mình đã bọc lại cái da. Da yên mọi người đang thấy đó không phải là da zin của xe. Bây giờ mình sẽ quay đến đoạn mình test cái cụ đề. Xe này thì cái cụ đề á, lúc mà ở những cái clip nhỏ nó hơi nhảy nhảy một chút xíu. Đó là do cái xích mình mới thay và nó chưa có ôm sát vào cái clip, cho nên là nó hơi bị nhảy một chút xíu vậy thôi. Mọi người chỉ cần đạp tầm khoảng vài km rồi cái xích nó sẽ giãn đều và nó ôm vào cái clip, thì lúc đó cái tình trạng mà cái xích nó bị hơi nhảy chút xíu nó sẽ không còn. Tổng trọng lượng của xe là 12,16 kg, và đây là ngoại hình ở phía bên còn lại của chiếc xe. Vì là tút lại toàn bộ màu sơn cho nên là mọi người sẽ không thấy nhiều mấy cái vết trầy xước ở trên xe. Màu sơn trắng thì nó có một cái ưu điểm là nhìn chiếc xe khá là sáng, nhưng mà nó cũng sẽ có nhược điểm là khi mà sử dụng không có kỹ, mọi người rất là dễ thấy được những cái vết bám bẩn ở trên khung sườn. Sơ lược thì video mình giới thiệu về cái chiếc xe này là như vậy. Nếu mà mọi người có quan tâm, có nhu cầu muốn mua thì cứ alo cho mình. Và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Nếu cảm thấy thích cái cách mà mình giới thiệu về những chiếc xe Nhật Bản cũng như là những cái dòng xe thể thao bên mình, thì cứ bỏ một chút thời gian ra ấn đăng ký kênh YouTube Xe Đạp 10B cũng như là bật cái chuông thông báo để đón xem thêm nhiều những video khác mà mình giới thiệu. Xe Đạp 10B chân thành cảm ơn.